cho chúng ta. Một sự tự tin cũng rất cần thiết của đội tuyển Việt Nam trước một loạt đá rất căng thẳng. Trước thì những người đã thực hiện quả đá cho U23 Việt Nam, và điều đó rất tốt là Văn Thanh, Quang Hải, Xuân Trường, Đức Trinh và cuối cùng là Bùi Tiến Dũng. Quế Ngọc Hải là người thực hiện quả đá đầu tiên cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Quế Ngọc Hải đã đánh bại thủ thành của Yemen và giúp chúng ta vượt qua được bóng đá với tỷ số 2-0. Sơ đã được đền đáp khi lựa chọn cầu thủ áo số 3 thực hiện quả đá đầu tiên. Đội trưởng của chúng ta đã thắng đội trưởng của Germany trong màn tranh tài đầu tiên này. Trước một thủ môn đã 36 tuổi, dạn dày kinh nghiệm, thì cú đá thành công ở lượt sút đầu tiên này của Quế Ngọc Hải là cực kỳ quan trọng. Nó mang đến một sự giải tỏa rất lớn dành cho các cầu thủ của chúng ta, và đồng thời đặt đối phương vào một tình thế có thể nói là căng thẳng. Đội bạn cũng chọn người có thể nói là sức khỏe tốt nhất của mình là Ba Nga để đối mặt với Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm 1m88 và Ba Nga sút tốt thế, sút thế ai bắt được. Chưa giữ đá của Ba Nga là quá mạnh. Này phải gặp Tiến Dũng nữa kia phải ngon. Hai huấn luyện viên lựa chọn những cầu thủ xuất phát tốt nhất. Bây giờ là Hùng Dũng. Quả thật là rất căng thẳng. Hùng Dũng. Sút tốt. Đấu tốt các Hùng Dũng với rất nhiều lần thực hiện cú sút xa nhưng không thể đánh bại được Safi. Nhưng ở chấm 11m thì dù Safi đã đổ đúng hướng nhưng cú đá Hùng Dũng là quá hiểm. Một lần nữa chúng ta vươn lên dẫn trước đội bạn. Cả hai cú đá của Quế Ngọc Hải và Đỗ Hùng Dũng đều rất tự tin và đạt được sự chính xác đến mức tối đa. Và niềm hy vọng tiếp theo là Đặng Văn Lâm khi anh đối mặt với số 9 thủ vào sân thay nghề của đội bạn Baha Selic. Cú đá phá gì này. Chúng ta cùng xem lại cú đá này. Cúp lại là một cú đá tầm cao đi rất căng nhưng bóng đã trúng vào xà ngang khung thành của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số đã nêu bây giờ là 2-1 nghiêng về phía đội bóng của chúng ta. Người thực hiện quả đá tiếp theo là Xuân Trường. Xuân Trường.
quá chuẩn, những giác phút mà hiếm quá quyết đoán. Và ông Park Hang-seo đã đúng khi tung Sơn Trường vào sân để thực hiện sứ mệnh với quả đá vừa rồi. Một hình ảnh đầy lãng mạn của Lương Sơn Trường. Và quả này lại quả này ra ngoài tiếp vậy. Quả mà đẩy được tiếp. Quả này đẩy được tiếp là ngon. Ra ngoài. Đẩy được ra ngoài, cũng vào được quả này. Đi tiếp rồi. Ôi giời tuyệt vời. Đi vào đi con. Vào ôn trường quay của lứa này. Sẽ là người thiên quả đá tiếp theo để có thể mang về niềm vui cho chúng ta đây. Minh Vương. Minh Vương, một thời khắc rất quan trọng. Minh Vương. Ôi giời ơi. Chí thế. Minh Vương có vẻ đã hơi bị căng thẳng một chút ở một loạt sút quá quan trọng. Đây là ngưỡng cửa thiên đàng đấy. Lượt sút thứ tư của đội tuyển Jordani. Và nếu cú sút này không thành công thì chúng ta sẽ có một bước tiến lớn. Hãy tiếp tục đặt niềm tin ở Đặng Văn Lâm. Và tiếp tục là những động tác gây ức chế đối thủ. Tỷ số đối lưu bây giờ là 3-2. Đội bóng của chúng ta vẫn đang có ưu thế. Bùi Tiến Dũng sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Quả này vào không nói nhiều. Cách đây đúng một năm thì Bùi Tiến Dũng đã là người thực hiện quả đá quyết định. Bye bye Dũng Nam. Bye bye Dũng Nam. Chiến đấu rất hay, đã có một giải đấu rất hay. Nhưng hôm nay là Việt Nam của chúng tôi, những người xứng đáng vào mặt ở tứ kết. Sân cỏ là nơi đàn ông khóc nhiều nhất. Và đó là những giọt nước mắt của cả niềm vui. Chưa bao giờ chúng ta thấy được một hình ảnh nhưng chắc chú hết lỏ. Phải rồi, họ rất mạnh ở trong trận đấu ngày hôm nay. Được đề ra rất cao, có một